dấu hiệu tình trạng bất mãn với chính quyền Ukraine gia tăng. Mỹ mất dấu 62 triệu đô la Mỹ vũ khí viện trợ cho Ukraine. Nga cảnh báo nguy cơ đại chiến thế giới sau lệnh bắt giữ của ICC. Tổng thống Bulgaria sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Người Israel đến tận nhà Thủ tướng Netanyahu biểu tình. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Sự bất mãn của người dân Ukraine đối với chế độ cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ngày một gia tăng. Sự tức giận của họ được thể hiện rõ thông qua các hành động nhắm vào các nhân viên trung tâm tuyển quân, những người chỉ biết phục tùng chính quyền, gom đủ quân số và đẩy tân binh ra chiến hào. Bình luận về tình trạng đất nước hiện nay, một blogger đã tuyên bố rằng kẻ thù chính của người Ukraine chính là người Ukraine. Đoạn video của blogger này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, bất chấp sự kiểm soát của Kiev. Blogger người Ukraine nói trong video rằng chính người Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay. Suy cho cùng, chính họ là người đã chọn bạo lực dẫn đất nước đến thảm họa. Anh này cho biết rằng kẻ thù chính của người Ukraine chính là người Ukraine. Chắc chắn mọi người sẽ không đồng tình với ý kiến của tôi và cho rằng đất nước chúng ta đang bị tấn công. Tuy nhiên để tôi nói cho các bạn biết, các bạn có trí nhớ rất kém. Trước cuộc xung đột, chính những người Ukraine đã nắm quyền. Chính những người Ukraine đó đang dần dần cướp bóc đất nước này. Những người Ukraine đang nắm quyền này hắt hủi nhân dân. Họ bắt giữ đồng bào một cách bất hợp pháp và đưa họ đến chỗ chết. Blogger này bày tỏ sự phẫn nộ. Ở đó có một số kẻ đã tự ý quyết định rằng chúng ta không cần đàm phán với Nga. Bọn chúng chỉ muốn tiêu diệt đến công dân Ukraine cuối cùng. Thế mà chúng vẫn tự gọi mình là những người yêu nước. Blogger Ukraine kêu gọi đồng bào của mình ngừng gây mâu thuẫn, chia rẽ, đặc biệt là giữa những người nói tiếng Nga với người nói tiếng Ukraine, cũng như giữa người ở lại đất nước ra trận với người đã di tản ra nước ngoài. Kênh Mùa Xuân nước Nga đưa tin, lực lượng Nga đang tấn công mạnh vào trung tâm và phía đông Krasnogorodka, chiếm phần lớn diện tích cứ địa này. Một sĩ quan truyền thông Ukraine có biệt danh Alex phàn nàn về tình hình rất khó khăn của họ tại thành phố Donetsk và Mariinka. Mọi thứ đang tồi tệ ở Krasnogorodka. Từ ngôi nhà một, đối phương đang tiến vào khu vực dân cư. Giờ đây đang có những trận chiến kinh hoàng ở khu vực này. Chúng tôi đã kiệt sức. Thật không may, rất có thể việc quân Nga chiếm được thành phố chỉ là vấn đề thời gian, vì phần chính của nó đang nằm dưới quyền kiểm soát của đối phương. Tôi chỉ không hiểu tại sao lại không chú ý đến việc phòng thủ thành phố này, vì xung quanh Bakhmut, Avdiivka hay bây giờ là Chasovia, những binh sĩ đã bảo vệ Krasnogorodka trong nửa năm. Giao tranh ác liệt đã diễn ra ở đó trong 6 tháng ở khu vực đô thị, nhưng không có thông tin nào về điều này. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cũng xác nhận thành công của Nga và công bố bản đồ mới. Quân đội Nga đã tiến vào một tòa nhà nhiều tầng, chiếm được một khu vực rộng tới 550 mét. Theo một báo cáo được công bố vào hôm 26 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ không thể xác định được số vũ khí trị giá 62 triệu đô la Mỹ Washington cung cấp cho Ukraine đang ở đâu. Kết luận này được Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đưa ra sau khi đánh giá xem liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có giám sát hiệu quả các hạng mục vũ khí, khí tài được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine hay không. Cơ quan giám sát phát hiện ra rằng tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, tổng cộng 62,2 triệu đô la Mỹ vũ khí, khí tài đã mất dấu, bao gồm thiết bị nhìn đêm, tên lửa chống tăng Javelin và các hệ thống phóng tên lửa. Theo báo cáo, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ ODC tại Ukraine không thể biết vũ khí nào trong số này đã bị mất và vũ khí nào bị phá hủy. Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng. Văn phòng Tổng thanh tra cũng cho biết các báo cáo tổn thất về vũ khí ở Ukraine được nộp sau trung bình 301 ngày, tức là mất gần một năm, lâu hơn khoảng 10 lần so với khung thời gian yêu cầu. Điều này làm gia tăng rủi ro về việc theo dõi tuyến đường đi của vũ khí mà Washington cấp cho Ukraine. Báo cáo nhấn mạnh, những cáo buộc về hành vi vi phạm liên quan tới vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine vẫn đang được điều tra. Theo thông báo, các nhà xưởng mới sẽ được sử dụng để sản xuất các bộ phận riêng lẻ của máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M Thiên Nga Trắng. Sau đó, chúng sẽ được lắp ráp tại nhà máy hàng không Kazan, Kapo. Hiện nay, tiến độ công việc đang diễn ra rất khẩn trương, kể từ khâu lắp ráp sản xuất cho đến thử nghiệm chuyến bay. Điều này sẽ mang lại cho UAC những cơ hội mới và đẩy nhanh công việc bổ sung phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160 theo yêu cầu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS. Được biết, công việc hiện đại hóa các khu nhà xưởng bắt đầu từ năm 2016, sau khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga quyết định tiếp tục sản xuất máy bay ném bom loại này.
Tổng cộng từ năm 2016 đến năm 2024, khoảng 10 nhà máy đã được nâng cấp toàn diện để chuẩn bị cho công việc sản xuất hàng loạt các bộ phận quan trọng của oanh tạc cơ Tu-160. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27 tháng 6 đã phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg về việc Tòa hình sự quốc tế ICC ra lệnh bắt giữ hai quan chức Nga. Ông Medvedev tuyên bố, việc thi hành một quyết định bất hợp pháp và không hợp lệ về việc bắt giữ các quan chức của một quốc gia cụ thể có thể coi là một lời tuyên chiến. Ông nói rằng việc không công nhận các quốc gia và các quan chức của quốc gia đó có quyền miễn trừ đôi khi có thể là một bước tiến tới chiến tranh. Quan chức Nga cảnh báo, về vấn đề miễn trừ, chủ đề này đã được đưa ra ở đây và tôi cũng đã nói về điều đó rồi. Tóm lại, việc không công nhận quyền miễn trừ của một quốc gia, bao gồm quyền miễn trừ tài sản, quyền miễn trừ của quan chức, là bước đi mang tính quyết định nhất đối với việc bắt đầu một cuộc chiến, và trong một số trường hợp thậm chí là chiến tranh thế giới. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về lệnh bắt giữ do ICC ban hành đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Theo ông Medvedev, lệnh bắt giữ này đi ngược lại luật pháp quốc tế. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo, những nỗ lực áp dụng cho chúng tôi các quy tắc của một hiệp ước quốc tế mà chúng tôi không phải là thành viên, rõ ràng là vô nghĩa. Chúng là một phần của chính sách đối ngoại và là một chính sách hoàn toàn gây hấn. Nhưng hậu quả, như tôi đã nói, có thể sẽ rất nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại. Những người đưa ra những quyết định này nên suy nghĩ về điều đó. European Pravda đưa tin, Tổng thống Bulgaria, ông Druman Radev đã từ chối dẫn đầu phái đoàn Bulgaria tới hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Thông điệp có đoạn, người đứng đầu nhà nước không đồng ý với một số điều khoản nhất định trong các quan điểm chung đã được chính phủ thông qua liên quan đến các nghĩa vụ mà đất nước chúng tôi thực hiện liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Cả Tổng thống Bulgaria và chính phủ đều không công bố chính xác những quan điểm khôn khổ này chứa đựng điều gì. Tổng thống Bulgaria từ lâu đã bảo vệ các quan điểm liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trùng khớp với quan điểm của Điện Kremlin rằng việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev chỉ kéo dài xung đột và những người ủng hộ hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của Ukraine là những người yêu thích chiến tranh. Ông Radev gần đây đã chỉ trích NATO vì đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, tin rằng điều này đe dọa leo thang và có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Trong một diễn biến nóng khác, các nhà lãnh đạo Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU hỗ trợ toàn diện cho hệ thống cơ sở hạ tầng phòng thủ, dự kiến được xây dựng dọc biên giới bên ngoài của khối này với Nga và Belarus. Theo đài Sputnik Nga, trong bức thư do nhà lãnh đạo của 4 quốc gia gửi tới giới chức EU, việc xây dựng tuyến phòng thủ này sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ khối này khỏi mối đe dọa quân sự và hỗn hợp. Các mối đe dọa hỗn hợp bao gồm các biện pháp phi quân sự như thông tin sai lệch, tấn công mạng, áp lực kinh tế và đẩy người di cư qua biên giới. Trong bức thư viết, quy mô và chi phí của nỗ lực chung này đòi hỏi hành động đặc biệt của EU hỗ trợ cả về mặt chính trị và tài chính. Chi phí ước tính cho quá trình xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới EU dài 700 km với Nga và Belarus là khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ. Lời kêu gọi này được đưa ra một tháng sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tonzik công bố kế hoạch hợp tác với Litva, Latvia và Estonia xây dựng lá chắn Baltic, một tuyến phòng thủ tốt nhất của các quốc gia vùng Baltic trên biên giới của EU với Nga và Belarus. Bình luận về lời kêu gọi trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, tuyến phòng thủ theo kế hoạch của EU nên được xây dựng với các rào thép gai hướng vào bên trong. Moscow đã nhiều lần chỉ trích tuyên bố của Brussels về mối đe dọa từ Nga là vô căn cứ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án những cáo buộc của phương Tây về kế hoạch cho rằng Moscow sẽ phát động một cuộc chiến với NATO, đặc biệt khi xét đến chi tiêu quân sự của Mỹ và Nga vào năm ngoái, lần lượt là 811 tỷ đô la Mỹ và 72 tỷ đô la Mỹ. Ông Putin cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông cho rằng đây là cáo buộc hoàn toàn vô nghĩa và đe dọa người châu Âu để lấy tiền cho mục đích liên quan đến quốc phòng. Giữa năm 2021, hàng chục nghìn người di cư đã chen chúc tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng như các nước láng giềng Latvia và Litva, trong nỗ lực nhập cảnh vào EU. Chính quyền Ba Lan đã thắt chặt kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và cáo buộc Belarus dàn dựng cuộc khủng hoảng di cư. Minsk đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Warsaw đã làm leo thang cuộc khủng hoảng di cư bằng cách đẩy người di cư vào lãnh thổ Belarus.
AFP dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU hôm 27 tháng 6 rằng họ có thể cần đầu tư 500 tỷ euro trong thập kỷ tới để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Bà von der Leyen đã kêu gọi EU đầu tư khoảng 500 tỷ euro cho quốc phòng, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về số tiền này bao gồm những gì. Một nhà ngoại giao EU nói với AFP, chúng tôi chưa xem các bảng biểu, chúng tôi chưa xem chi tiết, đó là một con số được rút ra từ hư vô. Vấn đề này đã gây ra tranh cãi ở EU. Một quan chức EU giấu tên giải thích, một số quốc gia đặc biệt là Pháp và Estonia ủng hộ Eurobonds, nhưng Đức và Hà Lan phản đối. Các quốc gia thành viên đã chi tổng cộng 240 tỷ euro cho quốc phòng vào năm 2022. Con số này tăng dần từ năm 2014. Một số thành viên NATO ở châu Âu đang kêu gọi tăng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP so với mức hiện tại. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không coi đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra mới đây là chấp nhận được. Không, chúng tôi không được chấp nhận, ông Trump nói trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam khi bình luận về đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Nga Putin đưa ra mới đây. Mặt khác, ông khẳng định nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ nhanh chóng giải quyết xung đột Nga-Ukraine, thậm chí trước khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết kế hoạch đó là gì. Ông Trump đổ lỗi cho ông Biden đẩy Mỹ vào thế khó hiện nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine bởi Ukraine khó có cơ hội chiến thắng. Ông Trump cho biết, hãy nhìn xem đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ bắt đầu nếu chúng ta có người lãnh đạo. Ông ấy, tức Tổng thống Biden, đã cấp cho Ukraine 200 tỷ đô la Mỹ hoặc thậm chí nhiều hơn. Đó là con số rất lớn, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã có màn đấu khẩu về các vấn đề pháp lý trong buổi tranh luận sáng nay. Theo The Guardian, khi được người dẫn chương trình hỏi cựu Tổng thống Donald Trump rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông có truy tố các đối thủ chính trị hay không, ông Trump hướng sự công kích sang đối thủ Biden. Ông Trump nói, con trai ông ta là một tội phạm bị kết án ở mức độ rất cao và có thể bị kết án thêm nhiều lần khác. Ứng viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố Tổng thống Joe Biden có thể trở thành tội phạm bị kết án ngay khi mãn nhiệm. Ông ấy đã làm nhiều điều tồi tệ và có thể là tội phạm bị kết án với tất cả những việc đã làm. Ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm phản công bằng cách xoáy vào những rắc rối pháp lý của ông Trump. Người duy nhất là tội phạm bị kết án tại đây chính là người tôi đang nhìn vào. Ông Biden tiếp tục công kích ông Trump. Các tội danh mà ông đang bị truy tố và hãy nghĩ đến tất cả các hình phạt dân sự mà ông bị phạt. Ông đang nợ bao nhiêu tỷ đô la tiền phạt dân sự vì lạm dụng tình dục phụ nữ ở nơi công cộng, vì làm nhiều chuyện sai, rồi quan hệ tình dục với một ngôi sao khiêu dâm trong khi vợ đang mang thai. Tổng thống Biden cũng công kích việc ông Trump gọi những lính Mỹ tử trận trong Thế chiến thứ nhất là kẻ thua cuộc và ngu ngốc. Một bài báo trên tờ Atlantic năm 2020 đưa tin ông Trump đã đưa ra những nhận xét như vậy khi từ chối đến thăm nghĩa trang quân nhân Mỹ ở Paris, Pháp hồi năm 2018. Ông mới là kẻ thua cuộc, kẻ ngu ngốc, Tổng thống Biden nói. Cựu Tổng thống Trump thông tin trong bài báo là bịa đặt và phủ nhận việc ông đã đưa ra những bình luận như vậy. Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Biden đã bị cảm lạnh trong những ngày gần đây. Điều này lý giải cho việc giọng ông khàn hơn bình thường khi phát biểu suốt buổi tranh luận. Ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này cân nhắc việc đi lại tới Liban trong bối cảnh tình báo Mỹ cảnh báo về nguy cơ đối đầu quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah. Theo báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ, một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah có thể sẽ diễn ra trong nhiều tuần tới nếu Israel và Hamas không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Giới chức Mỹ hiện đang thuyết phục hai bên cùng xuống thang căng thẳng trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang tiếp tục được đàm phán giữa Israel và Hezbollah. Theo một số quan chức Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah đã lên kế hoạch chiến đấu và đang trong quá trình chuẩn bị vũ khí. Cả hai bên từng công khai tuyên bố không muốn giao tranh, nhưng giới chức Mỹ cho rằng mâu thuẫn nội bộ có thể sẽ bùng phát, bất chấp các nỗ lực tìm cách ngăn chặn đối đầu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adriana Watson cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang hướng tới một giải pháp ngoại giao nhằm giúp người dân Israel và Liban trở về nhà của mình ở khu vực biên giới giữa hai nước. Bà Watson cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, qua đó đảm bảo an ninh lâu dài và ổn định ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Khoảng 5.000 người biểu tình hôm 27 tháng 6 đã tuần hành ở Jerusalem, nơi có nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Họ giơ biểu ngữ phản đối chính phủ, đổ lỗi cho chính quyền ông Netanyahu về việc không đạt tiến triển trong thỏa thuận giải cứu con tin ở Gaza và xử lý yếu kém chiến sự.
chúng ta đã bị bỏ rơi, hãy tổ chức bầu cử ngay bây giờ. Người biểu tình hô khẩu hiệu, vẫy cờ và đánh trống trước rào chắn của cảnh sát. Người biểu tình sau đó cản trở giao thông và đốt lửa ở tuyến phố trung tâm Jerusalem. Cảnh sát cho biết họ phải khôi phục trật tự ngay sau khi người biểu tình đốt lửa giữa đường, trong khu dân cư và một nhóm người khác định phá hàng rào cảnh sát. Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu ra tuyên bố chỉ trích cuộc biểu tình. Tuyên bố của đảng này nêu rõ, hành vi kích động chống lại Thủ tướng đã vượt qua một làn danh đỏ nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy những điều tồi tệ có thể sắp xảy đến. Cuộc biểu tình ở Jerusalem không ghi nhận những vụ xô xát nghiêm trọng và cảnh sát cũng không sử dụng vòi rồng để kiểm soát đám đông như họ từng làm trong các cuộc biểu tình ồn ào hơn. Khoảng 3.000 người biểu tình cùng ngày tập trung bên ngoài nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở thị trấn Kisaria, miền Tây Israel, yêu cầu ông rời ghế, đồng thời kêu gọi đưa con tin trở về. Những cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra ở các thành phố khác trên khắp đất nước. Chính phủ Bolivia cho biết đã nhận tin tình báo về một âm mưu đảo chính từ vài tuần trước, nhưng không rõ thời điểm biến cố này có thể xảy ra. Cụ thể, theo Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Eduardo De Castillo, Tổng thống Luis Arce đã nhận tin báo về một âm mưu gây bất ổn từ vài tuần trước, nhưng không ai biết chắc chắn khi nào sẽ xảy ra, với tính chất thế nào. Ông De Castillo đưa ra bình luận trên sau khi giới chức Bolivia chặn thành công âm mưu đảo chính do tướng José Zuniga, người vừa bị Tổng thống Arce cách chức tư lệnh lục quân. Zuniga chiều 26 tháng 6 đã tập hợp một số đơn vị quân đội tại quảng trường ở thành phố La Paz, nơi đặt trụ sở chính phủ, tìm cách mở đường vào phủ Tổng thống. Các binh sĩ tham gia đảo chính sau đó rút lui, cảnh sát Bolivia giành lại quyền kiểm soát quảng trường. Bộ trưởng De Castillo cho biết, cảnh sát đã bắt tổng cộng 17 người liên quan đảo chính, trong đó có ông Zuniga và đang truy lùng những nghi phạm khác. Ngày 27 tháng 6, Homeless Link, tổ chức gồm các nhóm hỗ trợ người vô gia cư tại Anh, đã công bố con số thống kê về những người phải ngủ trên đường phố thủ đô London. Theo đó, tính đến tháng 3 năm nay, số người được quan sát thấy phải ngủ trên đường phố London vào khoảng 11.993 người, tăng 58% so với mức của thập niên trước. Theo AFP, đây là mức cao chưa từng có được ghi nhận trong một năm. Trong giai đoạn 2013-2014, số người ngủ trên đường phố London là 7.581 người. Nguyên nhân của tình trạng này là cuộc khủng hoảng sinh hoạt chi phí, bao gồm mức lạm phát tăng cao tại Anh vào năm 2023, kèm theo tình trạng thiếu nhà cho thuê với giá phải chăng trong những năm gần đây. Giám đốc điều hành của Homeless Link, Rick Henderson, kêu gọi chính phủ cần phải có một kế hoạch liên đảng phái để giải quyết tình hình sau cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam vừa về tới sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc. Trong 4 ngày, với lịch trình dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia nhiều hoạt động quan trọng, hiệu quả với nhiều điểm nhấn tại hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2024 và các cuộc hội đàm, hội kiến, làm việc song phương với phía Trung Quốc. Về hội nghị WEF Đại Liên, đoàn Việt Nam đã để lại những dấu ấn nổi bật. Nước chủ nhà Trung Quốc cũng như ban tổ chức hội nghị đã thể hiện sự trân trọng, đánh giá rất cao vai trò vị thế của Việt Nam. Tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam đã mang đến thành phố Cảng Đại Liên nhiều thông điệp quan trọng, cả tại hội nghị cũng như trong tiếp xúc với các đối tác. Bộ trưởng cũng điểm lại Thủ tướng đã trao đổi những nhận định sâu sắc về thế giới hiện nay và tương lai, đề xuất phải cùng nhau xây dựng, củng cố lòng tin, đề cao đối thoại, cần có cách tiếp cận, tư duy hợp tác toàn cầu mới mẻ. Thủ tướng nhấn mạnh, cần thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo để tạo ra những động lực tăng trưởng mới thông qua xây dựng thể chế, chính sách, tranh thủ nguồn lực và hợp tác quốc tế, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng cũng đã có những trao đổi cởi mở, chân thành, sâu sắc với các đối tác và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm cao của Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab ca ngợi Việt Nam là nền kinh tế năng động, ngọn hải đăng về phát triển kinh tế và đầu tàu tăng trưởng của khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế Thế giới nghiêng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.